Những người ủng hộ ông Trump nhắm quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã đến viếng mộ của ông vào hôm 30 tháng 8. Ông Prigozhin và một nhóm người thân cận thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay vào hôm 24 tháng 8. Ông đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở quê nhà Saint Petersburg vào hôm 29 tháng 8. Cựu nghị sĩ Nga Sergei Abashev là một trong số những người đến viếng mộ ông Prigozhin. Đó là một mất mát lớn đối với nước Nga. Chúng tôi sẽ chỉ cảm nhận được sự mất mát đó sau này. Lẽ thường là vậy, mất mát rồi thì mới nhận ra được quan trọng thế nào. Tôi nghĩ rằng khi ông ấy nằm ở đây thì chẳng ai ổn hơn được cả. Một người ủng hộ Wagner khác cũng đặt hoa trên mộ ông Prigozhin. Thật khó để nói, khó để bình tĩnh. Đất nước đang mất đi những người ái quốc. Người đàn ông này lẽ ra đã có thể làm được rất nhiều điều cho đất nước vĩ đại của chúng ta. Chiếc máy bay tư nhân chở ông Prigozhin từ Moscow đến Saint Petersburg đã bị rơi ở phía bắc Moscow, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng vào ngày 23 tháng 8. Cả ông Prigozhin và một số chỉ huy hàng đầu của Wagner đều có mặt trên máy bay. Cho đến nay, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Trong cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 8, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết các nhà điều tra đang xem xét nhiều khả năng khác nhau, kể cả giả thuyết đó là một vụ ám sát. Nga đã thông báo với cơ quan điều tra Brazil rằng sẽ không điều tra vụ việc theo quy tắc quốc tế vào thời điểm này. Ông Peskov nói đây là cuộc điều tra của Nga và mọi người nên chờ kết quả từ cơ quan chức năng Nga. Lực lượng Wagner đã đóng vai trò tích cực ở một số mặt trận trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Prigozhin nhiều lần bày tỏ phẫn nộ với giới lãnh đạo quân sự Nga. Cuối tháng 6 năm 2023, ông tổ chức một cuộc nổi loạn bất thành mà Tổng thống Vladimir Putin mô tả là nhát đâm sau lưng. Một ngày sau vụ tai nạn, ông Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Nga chia sẻ rằng ông đã quen biết ông Prigozhin từ rất lâu, ca ngợi ông là một doanh nhân tài năng nhưng từng phạm sai lầm nghiêm trọng. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh ám sát ông Trùm Wagner để trả thù. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.